Pha là mẫu xe thương mại đầu tiên của VinFast, được bán ra tại Việt Nam từ năm 2019 và nhanh chóng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Xe hiện đã dừng sản xuất, nhưng trên sàn xe cũ vẫn có rất nhiều chiếc Pha chạy lướt được chào bán, với những mức giá cực hấp dẫn. Một salon xe đã qua sử dụng đang giao bán một chiếc VinFast Pha sản xuất năm 2021, với mức giá sang tay vào khoảng 320 triệu. Theo thông tin được người bán đưa ra, xe có ngoại thất sơn màu đỏ cam, Nội thất màu đen và chỉ số lăn bánh là 27.000 km. Người bán không nêu rõ phiên bản xe, nhưng qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy chiếc Fadil này thuộc bản tiêu chuẩn. Khi mua mới, giá niêm yết bản tiêu chuẩn là 425 triệu. Tính thêm chi phí lăn bánh và loạt phí khác, người mua ban đầu sẽ phải tốn đến gần 500 triệu đồng để rước chiếc xe này về nhà. Như vậy, sau 3 năm lăn bánh, mức khấu hao của VinFast Fadil là khoảng 180 triệu. Trong khi đó, chiếc xe này lại là một lựa chọn không tồi đối với những ai đang tìm mua xe đã qua sử dụng, khu vực đầu xe thu hút với cụm lưới tản nhiệt tạo hình vân sóng có logo chữ V kết hợp với hai đường viền chrome sải cánh ở trung tâm. Xe có cụm đèn pha to bản, ôm trọn sang hai bên, sử dụng bóng halogen thường. Thiết kế thân xe được người dùng đánh giá cao với hai đường gân dập nổi ăn nhập, với tay nắm cửa, giá nóc trên cao, gương chiếu hậu gập chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ và mâm đúc hợp kim 15 in. Vòng ra đuôi xe bản tiêu chuẩn được trang bị cản gầm làm bằng nhựa đen sần đối lập với màu sơn tổng thể, cụm đèn hậu halogen, đuôi lướt gió tích hợp đèn báo phanh trên cao và ống xả giấu kín dưới gầm xe. Bên trong khoang lái, nội thất của VinFast Fadil 2021 sử dụng chủ yếu vật liệu nhựa cứng, kết hợp hai tông màu đen, xám. Những trang bị tiện nghi nổi bật có vô lăng ba chấu bọc da, cụm đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật dạng analog, điều hòa chỉnh tay, hệ thống âm thanh 6 loa. Tất cả ghế ngồi đều bọc da hàng ghế đầu chỉnh cơ với phần hông ghế hỗ trợ lưng tốt. Khoang hành lý có thể đạt dung tích lên 1015 lít khi gập hàng ghế sau xuống. VinFast Fadil 2021 bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 1.4 lít, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô men xoắn cực đại 128 Nm đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT.